ta lo kiểu khác, bởi vì chúng ta còn có thể bảo vệ và gia tăng cái năng suất chất lượng cho đến thời điểm cuối cùng mà, phải không thưa bà con? Qua khảo sát một số bà con á, thì chúng tôi được biết bà con rất cần cái câu trả lời chính xác cho những câu hỏi như là lúa gần chín rồi có cần nước hay không, làm thế nào để chúng ta có thể giúp cho gạo vô tới cậy, lúa chín tới bao nhiêu phần trăm thì chúng ta mới có thể thu hoạch được, hoặc là sử dụng thuốc cho đến lúc nào thì chúng ta ngưng. Không biết là bà con đang theo dõi chương trình này có cùng những câu hỏi như là Hoàng Sơn vừa nêu ra hay không. Nếu có thì chúng tôi xin mời bà con và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Chương trình có chủ đề là thu hoạch đúng thời điểm. Đồng hành cùng chúng ta trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các nhà khoa học rất là quen thuộc. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đến từ Trường Đại học Cần Thơ. Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân đến từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đón nhận sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Giang Hai, cũng đến từ Trường Đại học Cần Thơ. Những thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình, Quang Sơn xin được nhắc lại là thu hoạch đúng thời điểm. Ngay bây giờ xin mời bà con và các bạn hãy gọi đến những số điện thoại của chương trình 067-8555-222, 067-8555-333 hoặc là 067-8555-444 để được nghe các diễn giả trực tiếp giải đáp. Trong chương trình hôm nay thì Công ty Tân Thành vẫn dành tặng 3 phần quà cho những bà con có câu hỏi giao lưu hay được ban thư ký bình chọn. Ngoài ra, 3 câu hỏi mà bà con gửi đến cho chúng tôi có kèm theo hình ảnh được chọn phát trong chương trình kỳ này cũng sẽ được chúng tôi dành những phần quà để tặng cho bà con. Thưa bà con, thông thường thì ở những chương trình Sức mạnh sinh học, Hoàng Sơn thường bắt đầu chương trình bằng những câu chuyện với những cái chủ đề do chương trình đặt ra với các vị diễn giả. Chương trình hôm nay thì khác một chút. Hoàng Sơn muốn mời bà con cũng như là quý diễn giả đây chúng ta theo dõi những cái câu chuyện do bà con nông dân ở huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang chuyển đến chúng ta. Và chúng tôi xin mời phần hỗ trợ ghi hình và không khí của bà con nông dân ở tỉnh An Giang. Xin mời. Kính thưa bà con, thì hiện tại trà lúa ở khu vực Thoại Sơn còn khoảng 15 ngày nữa đến thu hoạch. Lúc trước vào giai đoạn này thì một bà con chúng ta thường là không có lo lắng gì nhiều về cái dịch hại. Nhưng hiện nay trong vụ này thì cái thời tiết biến đổi thất thường. Bà con chúng ta cũng còn một số cái băn khoăn về trong giai đoạn cuối này. Chờ anh tiếp thì hiện tại lúa trên đầu mình là lúa đã chín gần chín nửa bông rồi. Thì anh thấy lúa như gì, đã thu hoạch được chưa, hay là anh có sao? Theo một số kinh nghiệm của tôi là thường thường là 504 là 85 ngày tôi cắt, nhưng bây giờ năm nay tiết lạnh quá rồi lúa nó chín nửa bông mà không biết là tới đúng 85 ngày như mỗi năm tôi cắt được hay là không. Tôi muốn xin hỏi với diễn giả như đó là theo lúa chín bao nhiêu phần trăm mà thu hoạch được, hay là mà theo định theo số ngày mà như mỗi năm là 85-90 ngày tôi cắt. Mà chào anh Trầm, thì lúc trước thì mà gầy di trú hơn nhiều trên ruộng của chúng ta, thì vào giai đoạn lúa gần cắt này thì anh có băn khoăn gì vấn đề gầy không? Thì tôi cũng có ít băn khoăn, tại vì trong khi lúa tôi còn chừng khoảng 15 ngày thu hoạch, nhưng mà gặp nhiều lứa gầy nó khác nhau, gầy cánh và gầy chữa và gầy cám, mặt số ba con trên tép. Thì với tôi xin hỏi gì chứ có nên xử lý hay không, và xử lý cái nếu mà xử lý thì xử lý cái thuốc gì cho nó đạt cái hiệu quả, nó ít ảnh hưởng đến lúa. Anh Phương, anh có vấn đề gì cần chia sẻ trong giai đoạn lúa chủ đều không anh Phương? Tôi có mặn miếng đất mà nó hơi lung, mấy mùa trước đây thì mặn nó hay bị ngã, thì bây giờ thì lúa hiện tại giờ lúa đang cho đều, xin các chuyên giả có biện pháp nào để cho tôi hạn chế ngã về sau tới thu hoạch. Em cảm ơn anh Phương. Chào chú May, thì được biết đó, thì lúc trước chú cũng đã từng xài La Casuto của Công ty Tân Thành, thì chú có thắc mắc gì cần trao đổi không? 3 năm rồi là tôi xịt là La Casuto thì nó tránh hãng của Tân Thành, nhưng mà năm nay á, có thuốc mà nó hơi là cái gói thuốc, hai gói thuốc á, thì nó có chung nó giống nhau, thành thử như tôi mua đại lý á, thì nó để thuốc khác, không phải là hãng Tân Thành mà cái hãng là của công ty khác. Thuốc mà chú vừa mua lúc trước đó, thấy cái nhãn nó có giống như nhãn lúc trước không? Cái nhãn cũng giống chứ không phải là nó khác, cái cũng giống chứ, nhưng mà nó khác là khác cho mà khác công ty. Lúc trước là tôi có xài thuốc Tân Thành, nhưng mà xịt là cây lúa là có những gắt đẹp không cháy. Hiện nay tôi xài cái sản phẩm thuốc của công ty đó, thành thử tôi xịt lúa nó hơi bị cháy đọt. Bây giờ tôi muốn sau này công ty phải phân biệt cho giữa hai cái loại thuốc đó cho tôi biết, đằng sau này tôi khỏi là làm nữa. Cảm ơn chú và tất cả bà con. Thì những ý kiến, những thắc mắc của bà con chúng ta
xin mời quý diễn giả sẽ giải đáp. Chúng tôi xin cảm ơn kỹ sư Đặng Văn Toàn đã hỗ trợ chúng tôi ghi đoạn băng hình vừa rồi, và chúng tôi cũng xin cảm ơn bà con ở Thoại Sơn, An Giang đã chuyển đến cho chúng tôi những câu chuyện. Bốn bà con trong đoạn băng hình vừa rồi là bốn cái câu chuyện khác nhau mà bà con đã chuyển đến cho chúng tôi. Đầu tiên cái câu chuyện của anh Tiếp thì ảnh có thắc mắc là căn cứ vào cái số ngày hay là bao nhiêu phần trăm chín của lúa để mà thu hoạch. Câu chuyện này có lẽ là chúng tôi xin nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trò chuyện với anh ạ. Dạ. Thì như anh Tiếp nói lúc nãy đó, thì mỗi năm với cái giống lúa mà 504 này thì khoảng cỡ chừng 85 tới 90 ngày là gặt. Anh cho là gặt được. Nhưng mà có như thế này nè anh Tiếp. Cái thời gian sinh trưởng của cây lúa ở cái giai đoạn mà từ khi anh gieo cho tới khi mà nó tượng đồng rồi nó trổ á, nó có thể nó thay đổi theo cái thời tiết rất là nhiều. Nếu mà thời tiết lạnh thì cái thời gian nở một lá nó sẽ kéo dài. Mà lúa mà tượng đồng á, nó theo cái số lá. Khi nào chẳng hạn như cái giống lúa 504 của mình, chẳng hạn như là trong suốt một đời của nó có 14 lá đi, thì như vậy khi nào nó có được 80% cái số lá mà anh thấy ở nó nở ra đó, thì nó bắt đầu nó tượng đồng ở trong. Mà nếu mà thời gian nở một lá kéo dài thì cái thời gian nó sẽ dài ra. Thành ra nếu như mà mình dựa vào cái thời gian sinh trưởng của cây lúa để mà chúng ta quyết định thu hoạch đó, nhiều khi nó lại sai. Nếu như anh muốn sử dụng cái ngày để mà tính để mà thu hoạch đó, thì tôi khuyên anh là nên dùng cái ngày kể từ lúc lúa trổ đều cho tới khi thu hoạch. Thông thường thì từ lúc mà lúa trổ đều cho tới thu hoạch thì cái thời gian này nó tương đối là ít biến động, thì trong khoảng cái chừng 30 ngày. Thí dụ như đối cái giống lúa 504, anh thấy khoảng cỡ chừng là 60 ngày nó đã trổ đều rồi, thì như vậy là 90 ngày là thu hoạch. Mà nếu 55 ngày nó trổ đều rồi thì khoảng 85 ngày. Tức là trong khoảng đó là từ khi mà nó trổ đều cho tới khi nó thu hoạch là khoảng 30 ngày. Còn anh hỏi nếu như bây giờ cái ngày mà tôi cũng không nhớ rõ thì chắc chắn là anh phải coi cái bông lúa như thế này để mà anh dựa vào đó để mà anh thu hoạch thôi. Nhưng mà cái này thì có thể nói nó cũng hơi khó, bởi vì thường thường anh được khuyến cáo là khi mà chúng ta thấy cái bông lúa, nghĩa là nhiều bông nha, chứ không phải là mình coi một bông mà được. Bởi vì bông lúa cái thì nó trổ trước nên nó chín trước, bông lúa mà nhỏ đó thì nó sẽ trổ sau. Thì như vậy thì khi coi thì anh phải nhìn hết, quan sát toàn cục như thế nào. Khi anh thấy mà có khoảng cỡ chừng 85-90% cái số hạt ở đây đó nó đã chuyển vàng đó, thì anh có thể là thu hoạch được. Có nghĩa là khoảng cỡ 10-15% cái số hạt còn lại anh thấy tuy là nó chưa có được vàng, nhưng mà ở trong nó đã là cứng rồi, nghĩa là nó giàu gạo, nó đã đủ rồi, nó chỉ cần chờ cái chín sinh lý nữa mà thôi. Thành thử ra lúc đó khi anh thu hoạch rồi là nó bắt đầu tiếp tục chín sinh lý. Bởi vì nếu như mà anh để mà lâu quá thì những cái hạt ở bên ngoài này, muối như tôi cầm ở đây là anh thấy là nó rụng nè. Thành thử ra không thể nào mà chúng ta để lâu hơn được để mà chờ cho tới chừng mà những cái hạt ở trong cậy này thì nó vàng hết thì anh mới thu hoạch, thì những cái hạt ngoài này nó rụng. Đó. Còn nếu mà anh thu hoạch sớm hơn, tức là ở trong này nghĩa là vẫn còn khoảng cỡ chừng dài 20-30% mà nó chưa có chuyển vàng mà anh thu hoạch á, thì những cái hạt ở trong này á, nhiều khi nó mới vừa chín tới thôi, tức là chưa đủ cứng, thì tới chừng anh phơi cái hạt nó nhót trở lại thì những hạt đó trở nên là lửng hoặc là cái chất lượng gạo nó sẽ không tốt. Nhưng mà tôi nói khó là chỗ vậy nè, anh nói vậy chứ mình nói cái tiếng vàng chứ anh thấy coi những cái hộp lúa là nó đâu phải là nó vàng một cách khác biệt cho mình dễ thấy. Có những hạt thì còn xanh, rồi những hạt hơi vàng vàng, rồi những hạt vàng rất là nhiều. Thành thử đã quyết định gọi là 85-90% gọi là vàng á, cũng không phải là dễ đâu. Thành thử ra đây là với kinh nghiệm về mặt thời gian cũng như anh kết hợp lại với anh với cái kinh nghiệm của nhiều năm, thì anh sẽ có cái quyết định là cỡ 85-90% cỡ nào vàng đó là nó chính, gọi là chính để chúng ta có thể là thu hoạch được, tức là vừa giờ còn tùy thuộc vào kinh nghiệm nữa. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của giáo sư. Hoàng Sơn xin mời các chuyên giả trò chuyện theo đúng những cái chương mà bà con đã chuyển đến cho chúng tôi. Ở trong cái đoạn băng hình vừa rồi thì người thứ hai trò chuyện với chương trình đó là anh Trịnh Giang Chùm. Anh có hỏi là hiện nay cái tình hình rầy ở trên ruộng của anh nó khoảng 4 con tép. Anh hỏi là có cần phun thuốc hay không? Vấn đề này có lẽ là xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Giang Hai trò chuyện và tư vấn cho anh ạ. Dạ, kính thưa anh Chùm và quý khán giả xem đài. Rầy nâu thì nó sẽ chích thúc ở trên cái thân cái bẻ lúa và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển. Nếu nó gây hại trễ thì nó có thể ảnh hưởng đến cái năng suất chất lượng. Tuy nhiên thì theo cái ý của anh Chùm phát biểu thì lúc này thì lúa cũng là cuối mông cái rồi, tức là nói chung là nó đã bắt đầu là nó vào hạt rồi, bắt đầu nó cong trái me thế này, thì chúng ta bắt đầu thấy là yên tâm rồi, nói chung năng suất là ăn chắc rồi đấy.
Anh có nói thêm là cái mật số từ khoảng chừng 4 con trên một tép. Theo quy định thì khoảng chừng 3 con một tép thì người ta phun. Nhưng mà cái này là khi nào lúa còn nhỏ, tức là lúc mà lúa khoảng chừng 20 mấy ngày đến khoảng chừng 3 mấy ngày là lúc đó là cái mật số nó mới cần thiết. Còn cái lúc mà lúa nó già rồi nhiều khi 10 con, 20 con tép cũng không sao. Với hiện nay thì cái tình hình là cái con rầy nó mang cái mầm bệnh virus trong người nó ít lắm, không có, tỷ lệ 1-2% thôi, cho nên mình cứ yên tâm. Đấy. Vậy thì anh không phải lo. Mà lúc này thì nói chung là vai trò của cái thân cái bẹ lúa không còn nữa, mà bây giờ thì hầu hết dinh dưỡng gì nó đi từ cái lá cái bẹ nó vào trong hạt hết rồi. Cho đó thì mình không có sợ con rầy. Nói chung là không cần phun thuốc gì cả, mà cứ chờ cho nó chín xong rồi mình gặt luôn. Bởi vì lúc này mình giải quyết coi như là mình xóa bỏ luôn cái mối quan hệ giữa cái con rầy nâu và cái cây trồng này. Anh cứ yên tâm. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân trò chuyện với bà con sau. Có lẽ Hoàng Sơn sẽ ưu tiên cho thạc sĩ trò chuyện một lúc hai bà con luôn. Đầu tiên là vấn đề của anh Phương, thạc sĩ. Anh Phương, không, anh, đúng là anh Phương. Anh Phương có nói là cái lúa của anh muốn cho có một cái giải pháp nào đó để cho nó cứng cây và chống đổ ngã. Thạc sĩ tư vấn gì cho anh ạ? Kính chào anh Phương và anh May luôn ha. Thì đối với vấn đề anh Phương quan tâm đó là làm sao cho lúa cứng cây chống đổ ngã thì liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó là không thể nào mà chúng ta chọn cái thuốc nào để phun được, mà chúng ta phải kể đến cái phần là chúng ta phải chọn cái giống có đặc tính là cứng cây nè, rồi cái thân đồ lá đồ cân đối để mà nó hạn chế cái độ ngã. Nhưng mà hiện giờ, giống như hiện giờ là đa số các cái giống mà khi được tuyển chọn và khi mà phổ biến ra bà con gieo trồng đó, đa phần là đã được cái thân tán đạt cái yêu cầu đó. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là về cái biện pháp canh tác, tức là các nhà khoa học vẫn khuyên bà con làm đất kỹ để làm chi, để cho cây lúa nó có điều kiện, cái bộ rễ nó có điều kiện ăn sâu. Và kế tiếp nữa đó là cái kích thích để mà cho bộ rễ ăn sâu thì có liên quan tới cái việc quản lý nước. Nếu mà bà con để ý, nếu mà nước mà chúng ta để cao sau khi mà lúa chúng ta để nhánh á, thì cái việc mà cái chòi vô hiệu nó tăng, rồi cái lúa nó ốm o, nó cứ cao lên không. Như vậy thì cái đợt mà siết nước sau cái đợt mà chúng ta bón phân đợt 2 đó, siết nước tối đa đó, rất quan trọng. Cái đợt đó là chúng ta làm cho cái cây lúa là nó ăn sâu cái bộ rễ. Cái việc mà siết nước làm cho nó ăn sâu cái bộ rễ. Và cũng trong giai đoạn này thì chúng ta mới có thể tác động các cái thuốc nếu có thể. Như bên Tân Thành thì có khuyến cáo bà con là xử lý cái lách ti tăng cường sức sống vào giai đoạn lúa chúng ta đẻ nhánh đó, để một mặt là giúp cho bộ rễ ăn sâu, và một mặt nữa là giúp cho cái cây lúa của chúng ta nuôi được cái chòi hữu hiệu. Như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái chòi vô hiệu, và về sau thì mới hạn chế đổ ngã. Chỉ còn như trường hợp lúa của anh Phương hiện giờ là lúa đã trổ đều hoàn toàn rồi, anh hỏi là có tác động cái gì để cho nó chống đổ ngã nữa hay không thì bây giờ đã muộn, cho nên là chúng ta sẽ áp dụng vào các vụ sau. Còn vấn đề của anh May thì anh May, vấn đề này cũng rất nhiều bà con đang gặp phải, chúng tôi rất là thông cảm với anh May. Và cũng nhân đây chúng tôi muốn chia sẻ là đối với sản phẩm Lacasoto, ở giai đoạn mà công trái me bà con hay xử lý đó, là hiện giờ trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhái hoặc là giả. Chính xác hơn là nhái, bởi vì họ làm theo cái nhãn giống như cái nhãn của công ty Tân Thành, nhưng mà cái nhà phân phối là họ để đơn vị phân phối khác. Đến bây giờ thì có đến 19 cái đơn vị họ làm nhái theo, cho nên bà con hoang mang là phải khi mà lựa chọn cái Lacasoto. Nhưng đây thì tôi sẽ nêu rõ ba cái đặc điểm mà bà con lưu ý để mua đúng cái sản phẩm Lacasoto của công ty Tân Thành. Cái thứ nhất đó là Lacasoto thì chỉ có dạng bột, không có dạng nước, không có dạng nước. Lacasoto là có cái bột màu vàng lợt hoặc là màu xanh hơi lợt. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây cái Lacasoto được chiết xuất từ cái bông hoa hòe ở miền Bắc nước ta đó, và không có phẩm màu. Không có phẩm màu đó là màu tự nhiên của bông, thì là đầu mùa bông hay là cuối mùa bông thì nó cho ra cái màu như vậy. Không có phẩm màu, nó hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi bà con lỡ mà mua gặp cái nước thì không nói rồi, quá dễ nhận dạng. Hoặc là cái bột thì bà con phải coi là cái bột đó có màu khác là không được, tại vì người ta đã sử dụng phẩm màu. Hoặc là các cái dạng như là bà con thấy là cái dạng mà đa số là đạm, họ nhái theo và họ chỉ có thể làm là đạm là dễ làm nhất, chứ còn dạng chiết xuất họ không thể nào nhái được. Và cái đặc điểm thứ hai nữa đó là bà con quan sát về cái tên. Cái tên thì chỉ có 8 cái tự thôi, là La Ca So
tô thì có 8 ký tự và là thuốc sinh trưởng sinh học chứ không phải phân bón lá. Và cái điều quan trọng cuối cùng, điều quan trọng cuối cùng là giúp cho chúng ta phân biệt, giống như anh May đó, anh thấy đó là cái thuốc này phải là của Tân Thành phân phối chứ không phải công ty khác, bởi vì công ty Tân Thành là đơn vị phân phối độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam đối với sản phẩm Lacasoto. Và một điều mà chúng tôi lưu ý, bởi vì nó gây cái hệ lụy cho bà con, nếu bà con mua nhầm phải cái hàng giả Lacasoto mà ở giai đoạn cuối nữa, khoảng 15-20 ngày chúng ta thu hoạch, nếu giờ này mà nhầm cái hàng giả giống như trường hợp anh May anh phun vào thì cái chớp lá lúa của ảnh khi phun vào thì nó bị cháy, ví dụ như cháy như thế này, thì bà con biết là nó ảnh hưởng tới cái tốc độ giàu gạo rất là dữ. Do đó mà để tránh trường hợp bị thiệt hại mua phải hàng nhái hàng giả thì mong là bà con đặt lưu ý ba đặc điểm. Nhất là Lacasoto có 8 ký tự thôi. Thứ hai nữa là chỉ có dạng bột đóng gói ở 10 gram và 100 gram, không có dạng nước. Và là thuốc tăng trưởng sinh học không phải phân bón lá. Và cái cuối cùng là chỉ có công ty Tân Thành phân phối mới là hàng chính thức, không có các đơn vị khác. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ ạ. Bà con và các bạn thân mến, bà con và các bạn đang theo dõi chương trình Sức mạnh sinh học kỳ thứ 24. Chương trình do Đài Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thực hiện. Chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay là thu hoạch đúng thời điểm. Những thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình, xin mời gọi về cho chúng tôi qua các số điện thoại 067-8555-222, 067-8555-333 hoặc 067-8555-444. Sẽ có 3 phần quà được công ty Tân Thành dành tặng cho những bà con có câu hỏi giao lưu hay được ban thư ký bình chọn. Chương trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi và những nội dung đáng chú ý vẫn còn chờ phía trước. Bây giờ thì chúng ta cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ. Lúa đã trổ đều và sắp không trái me, cần làm gì để giúp lúa tăng năng suất? Lacasoto giúp gia tăng tốc độ vận chuyển tinh bột từ lá vào hạt và giúp duy trì độ bền lá đài, nên giúp các hạt trong cậy, trong cổ bông vào chắc tối đa, gia tăng kích thước hạt, hạt vàng, mẩy. Chỉ cần phun Lacasoto một lần vào lúc lúa không trái me sẽ giúp lúa tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông 10% và tăng năng suất lúa 900kg trên hecta. Lacasoto, năng lượng tạo hạt. Tân Thành, cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, với chủ đề thu hoạch đúng thời điểm thì Hoàng Sơn muốn mời bà con và các bạn cũng như là các diễn giả ở đây chúng ta cùng thâm nhập thực tế để xem bà con nông dân chúng ta hiện nay đang chăm sóc những cái ruộng lúa của mình ở cái giai đoạn cuối của vụ đông xuân như thế nào. Chúng tôi tiếp tục xin mời đoạn màn hình thứ hai thông qua phần kết nối của kỹ sư Đặng Văn Toàn. Xin chào tất cả bà con, thì hôm nay là lần họp thứ 5. Hiện tại khu vực Thọ Xuân chúng ta lúa đang trong giai đoạn công trái me đỏ đuôi. Và hôm nay Toàn sẽ xin mời một số bà con chúng ta cùng nhau đi thăm đồng để đánh giá được cái hiện trạng lúa trên đồng và cùng lắng nghe một số kinh nghiệm của một số bà con. Mà anh Sang, theo em được biết thì từ trước đến giờ anh chỉ là bón phân để gứt hạt. Thì cho em hỏi là khi mà anh bón phân như vậy là anh bón vào thời điểm nào? Thì theo cái kinh nghiệm của tôi làm 504 á, là tôi bón phân là gước hột là lúa phải từ 75 ngày. Là tôi bón là 5 kg lạnh, 5 kg kali. Nhưng mà từ ngày ra Lacasoto á thì tôi thấy là xả gước hột nó nặng công hơn cái phun xịt. Mà thấy hai màu lúa thì nó cũng là như nhau đẹp. À. Nhưng mà tính lại cái khi mà anh xài phân á, nó có nặng chi phí hơn so với phun Laca không? Thì nó phải nặng chi phí hơn là cái phun xịt. Mà anh luôn, từ khi mà sản phẩm Lacasoto Tân Thành ra đến nay thì anh thường là xài phun hai cử. Như vậy thì anh phun vào lúc nào? Tôi phun Lacasoto hai lần, là tức là một lần chỗ đều hoặc là lần chín nửa bông. Thì bên công ty Tân Thành bên em thì chỉ khuyến cáo anh là xài một cử duy nhất vào lúc chín sữa. Mà tại sao anh lại phun hai lần? Phun như vậy thì nó có lợi ích được gì thêm nữa không anh? Dạ có. Dạ xin từ trước đó thì mình cái lần thứ nhất đó là mình giải phân thôi, mình không có giải phân thì vậy thì mình tăng thêm một lần xịt nữa. Vậy thì chi phí nó cũng vẫn ngang nhau. Khi mà anh phun hai lần như vậy thì anh thấy cái độ, cái khả năng mà vô gạo của cây lúa như thế nào? Và cái lá đài, cái màu của lá đài anh thấy sao? Rất tốt và vô gạo tới cậy luôn, hạt vàng chắc luôn. Chào anh Kiệt. Thì thông thường khi lúa mình vào giai đoạn lúa chín á thì anh cắt nước vào giai đoạn nào, lúc nào là hợp lý nhất và tại sao anh lại làm như vậy?
Thì đối với vụ đông xuân năm nay á, là theo như đất trung bình á, thì tôi rút nước trước thu hoạch khoảng 10 ngày. Còn mà đối với đất lung á, thì tôi thu hoạch trước khoảng 15 ngày. Nếu rút nước sớm quá sẽ bị giảm năng suất do lúa bị mất nước. Thành ra nó bị xảy ra những bị lúa bị mà những hạt lép lửng ở trên bông á, thành ra mất năng suất. Nếu mà rút nước chảy quá thì do hao hụt dễ khâu máy cắt. Mà nó bị nửa khô nửa ướt thì mình có thể mình bơm lên trong vòng 24 tiếng mình khai ra trước thu hoạch 10 ngày, nói về đất trung bình nó cũng đạt hiệu quả. À, vậy là mình đưa vô mình khai ra liền chứ mình không có ngâm ha? Đúng rồi, nếu mà trước thu hoạch 10 ngày nha. Chứ mà nếu mà chảy quá thì nó sẽ bị lúng đầy, nó cũng bị ảnh hưởng thất thoát cái vụ khâu mà máy cắt nó lúng đầy á. Vụ đông xuân năm nay, nhiều diện tích bị giàn lá và rụi đi dù chưa tới ngày thu hoạch. Tình trạng này làm cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng nuôi bông và hạt bị gián đoạn, nên dẫn đến hạt lúa bị lép nhiều và khả năng gieo cậy không tốt. Trong khi đó, ở những diện tích của nông dân TTF thì ngược lại, nhờ tác dụng cát dài của Plasti và Chubica, giai đoạn đồng trổ kết hợp với Lacassoto lúc lúa chín sữa, nên bộ lá vẫn xanh mướt, tạo tiền đề cho hạt lúa no tròn, sáng chắc và năng suất cao. Thì tôi đã sử dụng cái Lacassoto được 6 vụ. Thì tôi đã sử dụng cái Lacassoto vào với đoạn là một lần, chỉ phun một lần vào đoạn lúa không chảy me, nhằm mục đích là để giúp cho lúa, là cái khi sử dụng Lacassoto giúp cho lúa để nó tăng thêm diệp lục tố, đồng thời tạo thêm cái năng lượng để thêm cái tạo cái hạt gạo cho cái lúa, cho nó gô gạo là nó chắc hạt cho tới cậy chín giờ đồng loạt, đồng thời lúa nó chín sớm hơn là cái ruộng không phun là 3 đến 5 ngày. Qua cuộc trao đổi vừa rồi thì Toàn cũng nhận thấy là bà con ông ta cũng có nhiều kinh nghiệm cũ cũng như là có thêm một số kinh nghiệm mới. Như vậy thì xin mời tất cả các vị diễn giả cùng chia sẻ với bà con ông ta về cái vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn kỹ sư Đặng Văn Toàn và bà con nông dân ở An Giang. Thưa quý diễn giả, chuyến tham quan thực tế vừa kết thúc, không còn những câu hỏi nữa mà là những cái kinh nghiệm mà bà con nông dân chúng ta muốn chia sẻ với chương trình. Không biết là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tâm đắc với điều gì ở trong đoạn màn hình vừa rồi? Chắc có lẽ là tôi trao đổi với cái kinh nghiệm của anh Đan á. Anh Đan khi mà lúa ảnh đã công trái me rồi, tức là còn khoảng 10-15 ngày nữa thu hoạch đó, thì bây giờ ảnh cũng đang phân vân. Coi như vậy là nên bón phân dưới gốc hay là phun một cái sản phẩm để kích hoạt cho cái cây lúa nó giàu gạo được tốt. Thì anh thấy rằng ảnh đã sử dụng cái chất để mà kích hoạt cho cái cây lúa nó giàu gạo tốt, thì anh thấy nó lại có cái hiệu quả. Thì tôi cho rằng cái nhận xét của anh đó là đúng. Bởi vì cái cây lúa mà nó hấp thu những cái dinh dưỡng đạm lân kali trước khi trổ, nó đã là chuẩn bị, nó đã tích lũy sẵn ở trong cái cây lúa này rồi. Mà khi cái cây lúa mà nó trổ ra như vậy đây á, thì cái giai đoạn dinh dưỡng trong cái giai đoạn từ khi trổ cho tới khi thu hoạch ta gọi là dinh dưỡng đường bột. Có nghĩa là bây giờ làm sao phải cho cái lá này á, nó tạo ra đường ban ngày và thật nhiều để ban đêm nó chuyển dẫn đem tích lũy vô trong hạt này. Mà nếu như cái việc chuyển dẫn mà tích lũy cái đường bột này càng nhiều chừng nào đó, thì cái tỷ lệ hạt chắc càng nhiều và cái hạt nó sẽ mẩy hơn. Chứ lúc này bây giờ bà con cho ăn thêm đạm lân kali đồ này kia á, thì nó cũng bằng thừa. Bởi vì mình đã là cung cấp nó trước đó để tạo ra được tất cả mọi cái bộ phận của cây rồi, tức là giai đoạn xây dựng cơ bản nó xong rồi. Bây giờ chỉ còn cái giai đoạn gọi là tích lũy thôi. Mà tích lũy đó là tích lũy đường bột. Nên bây giờ mình phải làm sao mình kích hoạt cho cái việc tích lũy đường bột này á được nhiều, thì như vậy thì nó mới đảm bảo được cái năng suất. Nên với cái kinh nghiệm của anh Đan á, tôi cho rằng như vậy rất là đúng. Tức là còn 10-15 ngày nữa bà con không phải là bón gọi là phân trước hạt gì nữa hết trơn á, bởi vì cái cây lúa nó đã tích lũy đủ rồi. Giai đoạn này mình nên kích hoạt làm sao cho cái tạo ra đường bột nhiều chừng nào từ cái lá này á, thì bà con đạt được năng suất tốt hơn. Dạ, yeah. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, với phó giáo sư thì trong những cái ý kiến trên thì ý kiến nào, có ý kiến nào mà phó giáo sư đặc biệt quan tâm hay không ạ? Theo tôi thì chỗ ý kiến của anh Kiệt á, và một số anh em khác á, thì quan tâm đến vấn đề nước. Còn ý kiến của anh Đan thì quan tâm đến vấn đề là mình kích hoạt để cho nó chuyển vị cái dinh dưỡng nó vào nó nhanh. Thì cái quan điểm này cũng rất đúng thôi. Thường thì giai đoạn lúa khoảng chừng mười mấy ngày đó về sau là coi như là nói chung mình gọi là nó yên ấm rồi.
tức là dinh dưỡng đầy đủ hết trơn, nó chỉ còn nó chuyển vô làm cho cái đường bột các cái năng, tức là cái năng suất nó tăng lên thôi, còn chỉ mình bón thêm là không cần thiết. Cho nên bà con mình thường thường là hay thêm lúc này nó phí, thì đó là quan điểm của nhiều nhà khoa học cũng đều nói như vậy. Thì ở đây thì sở dĩ mà mình phun một vài cái chất gọi là hỗ trợ, tức là giống như chất kích thích tăng trưởng đó, mà những chất sinh học mà mình hỗ trợ cái hoạt động nó mạnh hơn, tức là cái quá trình vận chuyển cái vai trò của các cái enzyme rồi các cái tế bào chất nó chạy cho nó nhanh lên, nó đưa hết cái năng lượng vào đây, thì lúc đó cái hạt mình thấy nó sẽ vào chắc như cái bông này mình thấy nè, nó rất là đẹp mà nó vàng mà nó chín xuống tới dưới gốc luôn. Vậy thì đó là cái cách làm của anh Khang và một số anh khác cũng tốt. Cảm ơn phó giáo sư. Với thạc sĩ Bích Trân thì sao ạ? Một lần nữa Hoàng Sơn lại mời thạc sĩ trò chuyện sau cùng ưu tiên. Tôi tham gia ý kiến ở chỗ của anh Lung và anh Nhàn, tức là anh Lung là đại diện cho ý kiến là anh sử dụng 2 lần cái La Casuto vào thời điểm là lúa trổ điều, và một lần là ở giai đoạn là lúa không trái me. Còn thay